Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây làm tiếp theo phần cuối phần của Lật Mặt Kitô giáo, là cái phần người da trắng đội bồi thường chỉ muốn đồng hóa trẻ con da đỏ. Và cái bài gốc này của Trần Trọng Sĩ nguyên là bài Phía Bên Kia Ánh Trăng của Kitô giáo. Khi người Bắc Mỹ tôn thờ Columbus ngang hàng với Washington, điều này hàm ý rằng chủ nghĩa tư bản không đặt nền trên đạo đức cá nhân, mà dựa vào sự phát triển và thành công về kinh tế và xã hội. Hai yếu tố này quay ngược lại tạo ra đạo đức xã hội. Luật đào thải mạnh được yếu thua là luật thiên nhiên của mọi sinh vật. Tuy nhiên, khi xã hội ổn định thì luật này cũng cần điều chỉnh, vì kinh tế và sự phát triển xã hội không còn dựa trên sức mạnh mà lại dựa vào sự ổn định xã hội. Xã hội ổn định, kinh tế sẽ phát triển. Kinh tế phát triển, xã hội được ổn định. Sự hài hòa giữa kinh tế và xã hội làm nảy sinh các giá trị đạo đức. Đây chính là mô hình chính trị của các quốc gia Tây Phương, đặc biệt là Bắc Âu và Bắc Mỹ. Đây cũng là chính là mô hình xã hội mà Khổng Tử muốn đưa ra. Phú chi đi trước giáo chi, nó cơm ấm áo mới phát sinh lễ nghĩa. Hoặc túc thực túc binh, dân tín chi chỉ chi hỷ. Vài câu nói của Khổng Tử đủ cho thấy cái nhìn nhân bản vị, nhân vi ví, dân quy quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Trong kinh thánh Thomas Aquin thì nói rằng vua là do thượng đế an bài, nên phải tôn trọng ý vua, tức gián tiếp thờ phụng thượng đế. Và nếu không hài hòa hài lòng thì phải cầu khẩn với thượng đế, tức là giáo hội. Tôi rất ngạc nhiên khi ngã ngửa về khuôn mặt ác quỷ của Columbus, mà cả một đất nước văn minh Hoa Kỳ bao gồm rất nhiều trí thức, sử gia, triết gia, các nhà khoa học, các nhà tranh đấu cho nhân quyền, lại có thể để một con quỷ cướp biển với đầy ắp những thuộc tính ít học, côn đồ, gian manh, mất dạy, ngồi ngang hàng với vị tổng thống có công lập quốc của mình. Tôi cũng rất ngạc nhiên sao giáo hội lại không đưa việc này thành một trường hợp chứng minh phép lạ của Thiên Chúa. Có thể một ngày Hoa Kỳ hủy bỏ mọi vinh quang mà nó dành cho Columbus, Vatican sẽ là kẻ đau khổ nhất nếu ngày ấy xảy ra. Vì sau khi Âu Châu quay lưng với giáo hội, cô gái giang hồ khuôn mặt về già, trét đầy son phấn Vatican chỉ còn anh làng chơi hào hoa ôn khổ sam dám thương hương tí trước mặt công chúng, giữ cho nàng chút danh giá của một thuở xuân sắc đón người trước cửa, đưa người cửa sau. Cánh tay của Hoa Kỳ còn tùy vào số phiếu của giáo dân Công giáo tại Mỹ. Nếu số này giảm đi, Vatican hết bài tẩy. Gần đây, chính sách của Hoa Kỳ thay đổi khá đột ngột khi Donald Trump loại bỏ tính ổn định xã hội vốn luôn đi song song với phát triển kinh tế. Ông là nhà kinh tế năng động, đầy thách đố, nhưng lại là một kẻ tồi dở về ổn định xã hội. Ông hay khiêu khích sự bất ổn xã hội để phục vụ cho danh tiếng cá nhân, kéo theo các thang điểm chứng khoán. Nếu Donald Trump thắng cử nhiệm kỳ 2, nước Mỹ có thể sẽ đối mặt với các bất an xã hội và chính trị, mà hậu quả dài lâu là bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, phải chờ xem lá phiếu của người Mỹ như thế nào trong vài tháng tới. Trump thường tự cho mình được Thượng Đế ủy thác và cho nhiệm vụ dẫn dắt người Mỹ trở lại thời kỳ hùng mạnh nhất sau Thế chiến. Hầu hết người Việt tại Mỹ cũng tin như Trump rằng ông được Thượng Đế đứng sau lưng. Gần đây, Donald Trump nhiều lần trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ ước vọng được khắc hình trên núi Rushmore. Nếu Donald Trump được sánh vai cùng Washington hay Lincoln trên núi Rushmore, thì huyền thoại Trump được Chúa Thánh Thần luôn phụ trợ trong mọi quyết định quả thật đã không phải là vô căn cứ.
Phong trào Black Lives Matter nổi dậy mạnh mẽ và quyết liệt nhất bắt nguồn từ những thái độ xem thường tầng lớp xã hội di dân ở Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump, mà trong đó bức tường biên giới Mexico là biểu tượng nổi cộm biểu lộ sự khinh miệt, trịch thượng, bất công xã hội đối với người da đen và người bản địa, cùng với cung cách quản lý đất nước trong mùa dịch với kiến thức y khoa trẻ con của Donald Trump, đã khiến Hoa Kỳ trở nên là nơi mất an ninh, bất ổn xã hội, dẫn đầu về số ca lây nhiễm và chết vì COVID-19, tạo cho đối thủ ứng cử viên dân chủ Joe Biden cơ hội thắng vượt trong các cuộc thăm dò ý kiến khi chỉ còn cách ngày bầu cử 3 tháng. Black Lives Matter là một phong trào đã có trước khi Donald Trump cầm quyền. Nó được thành lập từ năm 2013 do sự cố Rod Zimmerman, một trật tự dân phố, đã giết chết Trayvon Martin, một thiếu niên da đen 17 tuổi, trong một cuộc cãi vã. Cái chết của em da đen mới lớn này làm cộng đồng da đen toàn nước Mỹ nổi giận. Ngòi bút xã luận nữ khá nổi danh tiếng của Alicia Raya đã viết một bài thơ ngay hôm ấy với những câu Black People, I love you all, all lives matter, và cô kêu gọi người da đen đoàn kết lại để đấu tranh cho mạng sống của người da đen. Từ bài thơ của cô mà phong trào mang tên Black Lives Matter ra đời. Ba người đàn bà da đen đã cùng ngồi lại hô hào đấu tranh cho quyền bình đẳng da màu, chống lại bạo hành của cảnh sát, bao gồm Alicia Gaya, nữ nghệ sĩ Patricia Kunlo. Cả hai đều cùng là thành viên của nhóm Queer. Và người thứ ba là nhà văn nữ Oban Thomity. Quan sát một cách khách quan và từ xa, phong trào này có chính nghĩa được nhân dân Pháp, Anh và ngay cả Việt Nam ủng hộ. Tại Tây Ban Nha, biểu tình ủng hộ lan tràn ra ở nhiều thành phố, nhưng có lẽ điều đáng lưu tâm lại ít được báo chí nhắc đến, vì đây là một sự kiện rất nhạy cảm, có thể thương tổn đến trái tim của người Công giáo Tây Ban Nha. Đó là tượng Giêsu bị chặt đầu và xén mất hai tay tại thành phố Seville vào tháng 6 vừa qua. Tây Ban Nha là xứ cực kỳ Công giáo mà Giêsu bị chặt đầu và chặt tay là một thách thức lớn cho giáo hội Roma. Tuy không ai dám to tiếng, nhưng mọi người đều thầm hiểu. Tại Anh, một tượng phụ nữ da đen đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da màu được đưa lên thay thế tượng của một tay lái bua nô lệ thế kỷ thứ 18 ngay tượng của Winston Churchill. Cũng cần có cả một hàng rào cảnh sát bảo vệ vì ông bị cho là kỳ thị dân châu Phi và dân da đỏ. Tượng của Henry Dundas tại Edinburgh cũng bị đòi phải dỡ bỏ vì ông đã chậm trễ không chịu ký sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ tại Anh khi làm bộ trưởng nội vụ vào thế kỷ thứ 18. Tại Pháp, Adama Traoré cũng bị giết bằng đầu gối như Charlotte, người dân Pháp hưởng ứng phong trào BLM đã xuống đường biểu tình bày tỏ sự căm phẫn đối với bạo lực công quyền. Phong trào áo vàng Gilles Jaunet từng bị bắn chột mắt, cụt tay, cụt chân, gây căm phẫn lớn trong lòng dân chúng Pháp đối với chính quyền Macron. Một nhà thờ ở Nantes bị một người sùng đạo gốc Raudais đốt, không biết có liên quan gì đến tội ác của giáo hội trong vụ tru sát hơn 800.000 người Tutsi và người Hutu tại Rwanda. Dĩ nhiên, nếu có thì thông tin cũng cần được lấp liếm đi. Nếu có bất lợi cho cả đôi bên, giáo hội vẫn lẫn nhà nước, dưới sức ép của phong trào BLM, toàn bộ tên đường, tượng đài của thống chế Thomas Robert Bugel
đều bị lên án đòi dỡ bỏ. Tướng Bugat từng làm thống đốc Alekri, người đã áp dụng chiến tranh tiêu thổ, chống lại chiến tranh du kích, bỏ đổi dân bản địa để tê liệt hóa kháng chiến. Nhưng Tổng thống Macron dứt khoát từ chối bất cứ đòi hỏi nào ồ tổn thương đến danh dự của Bugat và cương quyết bảo vệ vị tướng đa tài, từ chức hạ sĩ chiến đấu lên đến thống chế và được phong cả đến hàm công tước trong thời đại đại đế Napoleon. Tại Bỉ, tượng của vua Leopold II bị tạc sơn và bị hăm dọa đập phá. Chính quyền Bỉ đã phải gỡ đem vào bảo tàng viện để tu sửa và không tính đem lại chỗ cũ. Một nhóm mệnh danh là Repair History, sửa đổi lịch sử, đã đưa thỉnh nguyện thư yêu cầu Russell dỡ bỏ toàn bộ tượng đài của vị vua Bỉ tàn ác từng tàn sát 10 triệu người Congo. Tại Brazil, bé trai da đen João Pedro Matos Pinto, 14 tuổi, cũng bị cảnh sát Brazil giết chết trong lúc chơi đùa cùng chúng bạn tại một khu nhà ổ chuột ngoại ô Rio de Janeiro một tuần trước cái chết của George Floyd. Một bé trai 15 tuổi tên là Guilherme Silva Guedes bị bắt cóc và sát hại với vết đạn bắn vào đầu mà ai cũng biết là do cảnh sát chủ mưu. Rồi một người đàn bà da đen cũng bị cảnh sát đạp giày lên cổ suýt chết ở Sao Paulo. Tuy chính quyền tuyên bố bắt giữ hai cảnh sát lạm dụng quyền lực nhưng không nêu tên tuổi họ ra. Đọc câu chuyện thương tâm trên, link BBC dưới đây, ta thấy đời sống người da màu ở Brazil như súc vật. Khi muốn bắn muốn giết, cảnh sát tìm đến không hẹn trước, không hỏi giấy tờ, xả súng tiểu liên, bắn chết người rồi lái xe bỏ đi. Người đi chung với nạn nhân có thể bị bắn chết nếu kẻ ấy vô tình cản làn đạn của cảnh sát. Con tôi không chết vì Covid-19 mà chết vì một con virus tệ hại hơn, đó là nhà nước sát nhân. Mà nhà nước sát nhân này với tượng Giê-xu cao vút trên đỉnh núi Corcovado, nơi mà xưa kia dưới chân núi này người ta sống đầy nhân ái yêu thương. Nhưng từ khi có cây thập ác tới thì máu và nước mắt đã chảy thành sông, thành biển. Lời nhà nước sát nhân này ta thường thấy ở Mỹ châu Latin theo văn minh công giáo Roma. Nhưng tại sao phong trào BLM không được bùng phát mạnh tại đây như tại Mỹ? Đơn giản, chỉ vì người da đen chia rẽ với người da đỏ và cũng thờ ơ với người da nâu, nên người da trắng nắm hết mọi quyền bính cùng những ưu tiên xã hội tại Brazil. Phong trào BLM không bùng mạnh lên tại Brazil, nhưng cũng những tượng đài đại diện cho văn minh Kitô giáo và Columbo vẫn bị làm nhục. Tổng thống quyền lực nhất người da trắng ở Hoa Kỳ thề sẽ bảo vệ tượng Chúa ở Rio de Janeiro, còn người da trắng ở quốc đảo Trinidad Tobago, nước láng giềng của Brazil, thì sợ rằng ngay bên cạnh tượng Columbo là thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, kẻ đã đóng một vai trò tích cực trong sự nô dịch tâm trí những người nô lệ đầu tiên, khiến cho họ từ bỏ ông bà tổ tiên của họ. Tượng Columbo bị bôi đen theo cách tương tự như các bức tượng trong nhà thờ bị làm nhục trong cuộc tuần hành của phong trào quyền lực đen. Được lãnh đạo bởi Macadam Daga, nhà lãnh đạo phong trào quyền lực đen từ năm 1970. Nếu cuộc phản đối như vậy vượt khỏi tầm kiểm soát, tiếp theo sẽ là chính là bản thân của nhà thờ. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ, đó là một các đại diện Kitô giáo tại Mexico thì tỏ ra đứng về phía nhân dân yếu kém bất hạnh bị cảnh sát lạm dụng quyền lực giết chết, như trường hợp người thợ xây dựng Giovanni Lope bị bắt khi không chịu đeo khẩu trang, chống cự sau đó bị cảnh sát bắn, sau đó bị chết vì xuất huyết não. Dĩ nhiên đây là bạo lực, là tắc trách của công quyền. Không thể giết người chỉ vì không đeo khẩu trang.
và đã được linh mục Ariya tỏ ra bất mãn như báo America đưa tin. Dĩ nhiên là khi linh mục đứng về phe nhân dân thì mục sư cũng không thể đứng ngoài. Ta thấy ngay bóng dáng cây thánh giá khác xuất hiện vào ngày 9 tháng 6 tại bang Osaka, miền Nam Mexico. Một cầu thủ bóng đá 16 tuổi tên là Alexander Martin Gomez đã bị một cảnh sát bắn vào đầu khi anh này đi xe máy cùng một nhóm bạn. Mục sư Flavarino Sidney Short, thành viên của Ủy ban Mục vụ AFOR Mexico, kiêm điều phối viên của Tổng chức Chi phí chính phi chính phủ da đen Mexico cho biết, việc giết ông Martin sinh ra ở Mỹ đã dẫn đến các cuộc biểu tình mới. Ông nói với báo American, đây là thời điểm để Mexico tìm lại đôi chút linh hồn và nên thừa nhận rằng nó đã làm được rất ít cho những quy định giải quyết nạn nhân, nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt văn hóa, phân biệt đối xử và các hình thức bất khoan dung. Khi nói đến phẩm giá cuộc sống của người Afro, khi Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador yêu cầu giáo hoàng xin lỗi thổ dân Mỹ Châu, thì ông Tổng thống này bị liệt ngay vào sổ đen của toàn thể tín đồ Công giáo, đưa ra nhiều cái tổ đất nước dành nhiều quyền lợi hơn cho dân nghèo, thì lập tức bị Hồng Y Juan Sandoval tố cáo là người là ngài Tổng thống đang đưa đất nước Mexico đi vào cộng sản chủ nghĩa. Như ông Tổng thống đã quật ngược lại rằng bảo vệ dân nghèo là tuân theo phúc âm, chẳng phải cộng sản. Nên nhớ lúc mới lên ngôi, giáo hoàng Francisco từng nói rằng cộng sản đã đánh cắp ngọn cờ của Kitô giáo. Ngài cũng từng lên án chủ nghĩa tư bản ở Hoa Kỳ, cũng từng bị chính giới Hoa Kỳ phản pháo xin đọc bài giáo hoàng Francisco của cùng tác giả. Một buổi nghi thức trục quỷ Esoric rất thu hút ống kính truyền thông Mexico, được chính Hồng Y Juan Sandoval chủ đích thân làm chủ tế nhằm mục đích trục quỷ trừ tà, ám chỉ vào chính quyền của Tổng thống López Obrador. Việc Catholic News cũng lên án Tổng thống López Obrador trong clip 17 nữ tu thiệt mạng vì virus tàu độc địa. Đức Hồng Y Mexico tố cáo Tổng thống đưa đồng bào vào đường chết. Điều này cho thấy Công giáo luôn tìm cách chia rẽ, gây thù hận, tìm cách trục lợi qua hận thù bên vực cho phe nào xét ra có lợi cho Công giáo. Bất chấp lẽ phải, cũng trên kênh này ta thấy họ liên tục nói xấu phe dân chủ, đặc biệt họ nhấn mạnh Joe Biden không phải là người Công giáo, làm như không Công giáo là một điều ô nhục. Và cũng trong clip này, họ tấn công vào Henry Kamala, thì gần như họ nhắm vào màu da của bà ấy nhiều hơn là các sinh hoạt chính trị của bà. Sự thù hận mà họ dành cho bà nhiều nhất là khi bà đưa ra phán quyết chống lại việc Trump bổ nhiệm bà Ryan Batcher vào chức vụ thẩm phán tòa án ở quận hạt Nebraska, vì ông này là một thành viên của dòng hiệp sĩ Khăn Lung Bố cực kỳ cuồng đạo chống lại những gì giáo hội cấm đoán như phá thai, hôn nhân đồng tính và bình đẳng nam nữ. Đi sơ một vòng xa như vậy, nhưng vẫn phải trở về với trung tâm của sự kiện chính, đó là sự phát sinh, phát triển và nổi dậy ồ ạt của phong trào BLM là tại sân chơi Mỹ. Chỉ riêng ngày 6 tháng 6 tại Mỹ có hơn nửa triệu người xuống đường biểu tình ủng hộ phong trào BLM. Gần như toàn thể nước Mỹ đều đồng loạt bùng lên nổi loạn. Lực đồ trên được chính ra từ New York Times. Những điểm vàng là những conscientious đứng lên phản đối sự bất công xã hội, dĩ nhiên là không nhắm vào cá nhân Tổng thống Donald Trump, vì vấn đề được tồn động từ nhiều thế kỷ. Nhưng nếu là Tổng thống Obama lãnh đạo thì chắc chắn không có sự đồng loạt bùng phát bạo loạn gần như vô chính phủ tại Hoa Kỳ từ tháng 5 đến tháng 7, đặc biệt kéo dài cho đến giữa tháng 8 tại Poland. Khi bài viết này chưa hoàn tất, cuộc nổi dậy vẫn không chấm dứt mà còn có nguy cơ nội chiến tại đây, vì có một nhóm cực hữu
vũ trang đứng ra đối đầu với nhóm BLM. Điều đáng chú ý là chúng ta cứ tưởng người biểu tình chống bất công xã hội đa số là người da đen. Chúng ta thật lầm lẫn. Báo The New York Times số ra ngày 3 tháng 7 tiết lộ cho ta một cái nhìn ngược lại. Ai đang phản đối? Hơn 40% số công ty ở Hoa Kỳ, ít nhất là 1.360 công ty đã có sự phản đối, không giống với những vụ phản đối trước đây của Black Lives Matter. Gần 95% người Khôn Tios có những vụ phản đối gần đây đều là số là da trắng, và gần 3/4 số Khôn Tios có hơn 75% da trắng. Phong trào đập tượng Columbus lan rộng khắp nước Mỹ rầm rộ đến mỗi ngày. Đến nỗi ngày nay khai luân bố không còn đại diện cho ánh sáng văn minh mà Kitô giáo hãnh diện nữa, dưới tấm kiến chiếu yêu của lương tâm nhân loại, khai luân bố hiện nguyên hình là con ác quỷ cầm thánh giá đến Mỹ châu, khởi đầu cho cuộc cướp bóc tru sát tiêu diệt những con người lương thiện nhất mặt đất. Bài viết này không có mục đích tường trình những diễn biến về phong trào đấu tranh chống bất công ở Mỹ, là để phân tích những bất công ấy đến từ đâu, mức độ phi nhân của nó ảnh hưởng như thế nào đối với văn minh nhân loại. Bài viết này cũng không nhằm chống đối lại người Kitô da trắng, mà nhằm lên án chủ nghĩa Kitô da trắng. Phải phân biệt chống lại chủ nghĩa nô lệ khác với chống lại nô lệ. Khi mà cả thế giới ủng hộ phong trào BLM tại Hoa Kỳ, thì các giáo hội Kitô giáo như kiến phải lửa đồng loạt thoá mạ ảnh hưởng của BLM, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại Mỹ cũng tham dự không ít. Đặc biệt là cơ quan Việt Catholic News là một số con chiên như Hoàng Duy Hùng. Dĩ nhiên, cuộc bạo loạn nào cũng có những phần tử phá hoại lợi dụng tình thế để hoay cổ phá phách, nhưng tin tức mà cộng đồng Việt xoáy vào đều chỉ nhằm vào các khía cạnh tiêu cực nhất của vấn đề, bỏ qua những nguyên nhân sâu kín, những sự thực gây bức xúc lịch sử không thể nào so sánh vài vụ đập phá hôi của người da đen với tội ác diệt chủng, cướp đất, cướp nước, đầy ải người da màu như súc sinh, phá tan cả nền văn hóa Mỹ châu để chạy tội. Việc Catholic News nguyền rủa BLM là bọn lưu manh, và khi một ông cha xứ gọi BLM là lũ dòi bỏ, lũ ăn bám, thì Việt Catholic News cũng là kẻ đứng ra bên vực và biện hộ cho cha một cách giảo hoạt, gian manh như thường thấy. Vừa cướp đất, vừa bớ làng xóm ơi, tôi bị bách hại. Khi một hồng y Tây Ban Nha Antonio Canizas làm lễ ngoài trời trái phép với quy định trong mùa Covid bị nhà nước cảnh báo, thì Việt Catholic News đã nêu ra rằng Tây Ban Nha đàn áp tôn giáo. Tại sao những thế lực tay chân ngoại vi của Kitô giáo đồng loạt ra sức làm YouTube viết báo chống lại BLM? Vì tất cả bất công và tội ác giáng lên đầu nhân dân bản địa Indigenous và người da đen đều bắt nguồn từ cây thập ác. Nói đến những tội ác này khác nào sát muối vào vết thương mà giáo hoàng John Paul thứ hai từng xưng thú. Dĩ nhiên phong trào này cũng chẳng đủ sức làm cho mặt nạ đạo đức nhân ái của bọn người da trắng Kitô giáo đồng loạt rơi xuống đất, nhưng ít ra nó như là một trận động đất có thể làm rung rinh những chiếc trụ mà Chúa Trời chống bên dưới mặt đất. Nếu cứ vài năm có một lần nhân dân thế giới đồng loạt hạ bệ các tượng đài của bọn giả nhân giả nghĩa chuyên chơi trò mèo khóc chuột, thì sớm hay muộn các trụ chống mê tín này sẽ ngã đổ, rơi ra khuôn mặt vừa phi khoa học vừa cực kỳ tàn ác mà ai nhìn cũng phải quay lưng. Để kết thúc bài viết này, tôi xin mượn lời của Mark Forcia, một người bản địa tại Minnesota, tuyên báo về tương lai của văn hóa nhân loại như sau: thời gian giả vờ lịch sự với các giá trị phi nhân bản đã chấm dứt. Thực ra điều mà Mark Forcia đã nói, nó đã từng được các triết gia
Nietzsche đi đại đi đốt Voltaire hô hào. Và từ khi Nietzsche tuyên bố Thượng Đế đã chết, từ đó đến nay Kitô giáo luôn ở thế thụt lùi. Christopher Columbus là một tên đồ tể đối với nhân dân tộc bản địa đang duy trì một thứ văn hóa diệt chủng chống lại người bản địa mà chúng ta vẫn còn thấy đến tận ngày nay. Hãy mang sự khôn ngoan, càng trống quần áo gắn đầy chuông kêu và mặt nạ của quỷ của quý vị đi nơi khác. Trần Trọng Sĩ. Bài này đến đây là kết thúc rồi nha quý vị và các bạn. Mình xin thật cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến 8 phần như thế này. Mình xin hẹn để có những clip sau, với những bài sau mình sẽ tiếp tục làm. Xin thành thật tri ân quý vị và các bạn.